Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tùy biến một cái mẫu giao diện như các bạn đang thấy này. Cái mẫu này thì nó cũng không có gì phức tạp hết, cũng rất là đơn giản nhưng mà nhìn cực kỳ đẹp luôn. Thì mẫu này nó nhẹ, được rất là nó nhẹ. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tùy biến cái mẫu này nhé. Rồi, đầu tiên đó là anh em sẽ chuẩn bị cho mình những cái thứ sau đây nhé. Trước tiên là anh em sẽ cài vào cho mình 4 cái ứng dụng mình đang để trên màn hình này. Đầu tiên đó là cái app Nova Launcher, rồi thứ hai là cái KWGT, thứ ba là cái app Do, và cái thứ tư là cái app Blade KWGT ha. Thì tất cả những cái đường link tải những cái app này mình sẽ để bên dưới cái phần bình luận video cho anh em nhé. Rồi sau khi anh em tải và cài xong 4 cái app này vào máy thì tiếp theo là anh em sẽ nhấn tiếp vào cái đường link mình để bên dưới á, thì mình sẽ cung cấp thêm cho anh em một cái file nén, nó có tên là NTA Team 8 ha. Anh em sẽ tải cái file này về cho mình nhé. Chỉ cần nhấn vào cái nút màu xanh này là chúng ta sẽ tải về được nha. Rồi sau khi mà chúng ta đã tải về hết những cái thứ cần thiết rồi thì cái bước đầu tiên đó là anh em sẽ vào trong cái phần quản lý file, quản lý tập tin ở trên máy á. Thì đây là cái mục file của bạn nhé. Các bạn sẽ vào tiếp cái mục đó là bộ nhớ trong này. Rồi bộ nhớ trong. Kế đến thì anh em sẽ vào cái thư mục là download nhé. Thì đây là cái nơi chứa cái tập tin NTA Team 8 mà mình đã cung cấp cho anh em á. Nó sẽ có cái định dạng là file nén nhé. Anh em tải về thì anh em sẽ nhấn vào nó để giải nén nhé. Đây này, anh em sẽ nhấn vào giải nén ra ha. Đó, cái này thì nó cũng khá là cơ bản rồi. Đó, rồi sau khi chúng ta giải nén ra thì các bạn sẽ được một cái thư mục, nó có tên là NTA Team 8. Rồi anh em mở nó lên nhé. Ở trong cái thư mục này thì mình có cung cấp cho anh em một cái file backup, nó có tên là Team 8 ha. Và một cái tấm hình để chúng ta cài làm hình nền, là cái tấm hình bên dưới này. Thì cái bước đầu tiên đó là anh em sẽ cài luôn cái tấm này làm hình nền cho mình. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào cái dấu 3 chấm này. Rồi chọn tiếp là đặt làm hình nền. Đó, chúng ta sẽ đặt hình nền cho cả màn hình chờ và màn hình khóa ha. Ok, đặt làm hình nền. Rồi, như vậy là xong. Kế đến thì các bạn sẽ thoát ra bên ngoài và chúng ta sẽ mở tiếp cái ứng dụng là Nova Launcher lên. Anh em mở Nova lên nhé. Ok, anh em sẽ nhấn vào tiếp theo này. Nhấn tiếp vào đây. Đó, nhấn vào áp dụng. Rồi, nó có văng ra ngoài thì chúng ta cứ vào lại cái Nova nhé. Những cái bước thiết lập đầu tiên thì nó sẽ bị văng một chút xíu. Thì đầu tiên ở trong cái giao diện này anh em sẽ nhấn giữ vào một cái vùng trống bất kỳ ở trên màn hình nhé. Rồi, sau đó thì anh em sẽ nhấn tiếp vào cái phần là cài đặt này. Kế đến thì anh em sẽ kéo xuống và chúng ta sẽ vào cái mục là sao lưu và nhập cài đặt nhé. Nhấn vào đây. Rồi anh em nhấn tiếp cho mình cái mục là khôi phục hoặc quản lý sao lưu, cái dòng thứ hai. Ok, đến cái mục này thì chúng ta sẽ nhấn vào cái chữ duyệt nhé, để chúng ta tìm cái tập tin Team 8 mà mình đã cung cấp cho anh em á. Rồi ở đây thì anh em sẽ nhấn vào cái dấu ba gạch ngang này. Và các bạn sẽ tìm đến cái tên máy của chúng ta hoặc là cái mục là bộ nhớ trong á. Đây này. Đó. Ở trong này thì anh em sẽ tìm đến cái thư mục là download. Đâu rồi, download. Đây. Kế đến thì chúng ta sẽ vào cái NTA Team 8 ha. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào cái mục là Team 8. Chọn OK. Đó, nó sẽ bị văng ra một lần nữa nhé. Anh em cứ nhấn vào cái Nova Launcher. Rồi, thì đây là cái giao diện cơ bản mình đã thiết lập cho anh em, cho anh em đỡ mất thời gian thôi. Rồi sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái bước nữa cho mình, đó là anh em sẽ nhấn giữ vào một cái vùng trống ở trên màn hình nhé. Kế đến thì anh em sẽ nhấn vào cái mục là cài đặt. Rồi sau đó thì nó hiện ra một cái thông báo ở trên cùng đó, đó là không đặt làm mặc định nhé, thì anh em sẽ nhấn vào nó nhé. Rồi chúng ta sẽ chọn sang cái phần là Nova Launcher và chọn vào luôn chọn nhé, để chúng ta đặt cái launcher này làm cái giao diện mặc định cho máy của mình nhé. Rồi chúng ta nhấn vào đây. Ok. Ở đây thì các bạn thấy là nó có một cái chữ K màu xanh ở bên trong một cái vùng màu xám xám á, thì anh em sẽ nhấn vào nó nhé. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào tạo mới này. Đó, kế đến thì nó có một cái dòng là click to setup á, thì anh em sẽ nhấn vào nó nhé. Ok, nó sẽ mở ra một cái phần nó có cái giao diện như vậy. Thì ở trong này anh em sẽ nhấn vào cái biểu tượng hình cái nút tìm kiếm cho mình. Đây. Rồi sau đó thì anh em sẽ tìm cho mình cái từ khóa, cái số là 33. Rồi gạch dưới nhé, nhớ là cái dấu gạch dưới nhé. Rồi 15, 33 gạch dưới 15. Đó. Rồi sau đó thì anh em sẽ nhấn vào cái tiện ích là 33 gạch dưới 15 cho mình ha. Nhấn vào. Ok, tiếp theo thì ở trong cái mục này anh em sẽ vào cho mình cái phần là layer bên dưới này. Layer, đó. Rồi ở đây thì anh em có thể nhấn vào cái dấu cộng hoặc là cái dấu mũi tên bên phải á, để chúng ta tăng kích thước của nó lên ha.
Còn nếu mà chúng ta thấy cái chữ nó to quá thì anh em có thể giảm bớt ha. Cái này thì tùy anh em thôi, chúng ta muốn chỉnh như thế nào cho nó phù hợp thì anh em chỉnh. Đó, nói chung thì đừng có vượt qua khỏi cái phần ô vuông này ha. Các bạn chỉnh cho nó cân đối một chút xíu là được. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ kéo sang bên này cho mình. Và anh em sẽ nhấn vào cái phần là Touch nhé. Touch. Ở trong cái phần Touch này thì anh em sẽ vào cái phần là Custom Action, nhấn vào. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào cái phần là Custom Action một lần nữa nhé. Nhấn vào. Và ở đây thì anh em sẽ chọn vào Launch App cho mình. Đó. Tiếp theo thì ở ngay dưới cái phần Launch App á, nó có một cái vùng trống ở dưới này này. Anh em sẽ nhấn vào nó nhé. Rồi ở bên dưới này thì chúng ta sẽ chọn đến một cái ứng dụng, chẳng hạn như là cái ứng dụng lịch đi. Có nghĩa là chúng ta đang thiết lập á, để khi mà chúng ta nhấn vào cái tiện ích á, thì nó sẽ mở ra cái ứng dụng lịch ha. Rồi để mình tìm cái app lịch ở trên cái máy của mình. Đây chúng ta sẽ mở lịch lên ha. Đó, sau khi xong tất cả rồi thì anh em sẽ nhấn vào cái nút lưu ở trên này cho mình nhé. Nhấn vào nút lưu ở góc trên bên phải nhé, nhấn vào. Rồi sau khi xong thì anh em thoát ra. Thì đó, như vậy là chúng ta đã thiết lập xong được cái mẫu giao diện như các bạn đang thấy này, khá là chất. Đó, vuốt từ bên dưới lên để chúng ta xem những cái ứng dụng trong máy ha. Thì đây là những cái gói biểu tượng mình thấy là cũng khá là vuông, theo phong cách là vuông vuông, nhìn rất là đẹp. Rồi thì đây là cái giao diện bên ngoài, có hình nền này, có cái phần là Choose Your Ability này, là cái phần lịch á, khi chúng ta nhấn vào thì nó sẽ mở lịch nhé. Đó, như các bạn thấy này, nhấn vào thì nó sẽ mở lịch. Rồi, như vậy thì ngày hôm nay mình cũng đã hướng dẫn xong. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy nhấn like và nhớ để lại cho mình một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Các bạn đăng ký kênh thì các bạn nhớ nhấn vào cái chuông thông báo để nhận được những cái thông báo mới mỗi khi mà mình ra video nhé. Rồi, xin chào và cảm ơn anh em đã xem video.